và các bạn thân mến, chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận hôm nay tạm dừng tại đây. Thân mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình truyền hình ngày mai lúc 5:30 với chương trình Ninh Thuận ngày mới.